Tập 29. Đứng lên. Tôi thật sự không đi được nữa. Nói gì vậy, đứng lên. Cuối cùng cũng có thể nghỉ một chút rồi. Đúng vậy, đi xa như vậy rồi mà. Đại sư huynh, anh xem em tìm được gì này. Bột ngô này, vừa dặn có thể nấu chút cháo ăn. Một lát nữa sắp xếp lại người. Tiểu thúc đâu? Ở đằng kia. Được rồi, chờ tôi một lát. Này, mệt quá. Hoàn cảnh ở đây cũng không tồi. Phía Tây và phía Nam đều sát núi. Khi xảy ra chuyện gì có thể chạy lên núi. Tối nay dựng liều ở đây. Chiến Hải, anh sắp xếp hai người đến thôn Đông và thôn Bắc đặt tín hiệu. Tối nay anh, tôi và Song Lượng thay phiên nhau ngủ. Không cần, mình tôi là được rồi. Tôi biết anh rất khỏe, nhưng không nghỉ ngơi cũng không được. Thôn Giả, nói với mọi người nghỉ tại chỗ một phút. Rõ. Nghỉ tại chỗ. Rõ. Sato, có mặt. Mở bản đồ ra. Bản đồ. Có lẽ chúng ta đã đi vào địa phận huyện dịch. Có một thôn ở phía trước. Có lẽ là hướng này. Nếu không ngoài dự đoán của tôi thì bọn chúng đang đóng quân ở đó. Ban chủ, chúng ta đã đuổi theo lâu như vậy. Các binh sĩ đều đang rất mệt mỏi. Tôi nghĩ sức lực của bọn chúng cũng đã cạn kiệt rồi. Chúng ta có nên nghỉ ngơi một chút không? Không được, trước đêm nay nhất định phải đuổi kịp bọn chúng. Tiêu diệt bọn chúng. Rõ, dẫn đường. Thế nào? Trông rất ngon. Thơm quá. Là bột ngô đấy. Cháo thơm quá. Nếu như có thêm chút dưa muối nữa thì sẽ càng ngon. Nếu như có thêm một đĩa trứng gà xào thì ngon hơn nữa. Em thật là biết suy nghĩ. Nếu như có một bát sủi cảo thì cũng không ngon bằng trứng gà xào của em. Tiểu Mã đói rồi. Vậy em ăn thịt chân giò. Nhìn em như thế này, còn tưởng là được ăn thịt chân giò thật à? Thế nào, có thơm không? Thơm quá. Sư phụ, uống nước đi. Tôi không uống, cho hai đứa nhỏ uống đi. Đại Bảo, sao chú lại đi khập khiễng vậy? Chân bị đau. Chỗ rách nát gì thế này? Sớm biết thế này, tôi đã không khuyên sư phụ đến chỗ bắc lộ này. Tên tiểu tử này nói gì vậy? Đại Bảo, chú bị phồng rộp lên rồi kìa. Để cháu gãy cho chú. Tôi có chút nhớ mẹ tôi rồi. Nhìn xem chú đã lớn thế này rồi. Nhìn bộ dạng này của chú. Cháu nói với chú này, nghĩ đến lúc ban đầu khi cháu cùng ông nội đi từ Nam ra Bắc, chân cũng không bị phồng rộp nhiều lắm. Lần nào cũng là ông nội gãy cho cháu, không đau chút nào cả. Nó không mọc trên chân cháu. Cháu thử xem có thể không đau sao? Cháu lừa chú làm gì? Thật đấy. Nói gì thì cháu cũng lão luyện rồi. Lại đây. Đừng đừng, cháu đừng lại gần đây. Cháu đứng lên đi. Nước này là của chú. Nhắm mắt lại, cậu qua, giữ lấy. Bỏ đi. Được rồi. Đừng dậy nữa. Chú cẩn thận một chút có được không? Nhắm mắt lại. Sư thúc, cháu nhẹ tay một chút. Cũng thoải mái lắm. Chuyện nhỏ. Đã nói với chú, cháu rất thạo chuyện này mà. Đừng nói nữa, quả thật không đau nữa rồi. Chú còn không tin. Ban chủ. Ban chủ, anh xem, cái này được phát hiện trên đường ở phía trước. Bản đồ. Bây giờ chúng ta có lẽ đã đến được trại Lương Phong. Tiếp tục dò đường. Rõ. Dẫn đường. Nhanh lên.
vậy? Nếu còn không lộ diện tôi sẽ bắn đấy. Chuyện gì vậy? Có chuyện rồi. Phượng cô, đưa thiết đầu cẩu qua nhị sa sùng đại bảo, áp giải tên chuyên gia chạy vào núi. Rõ. Đại bảo, dẫn theo tên địch. Bánh ngô thì sao đây? Không kịp nữa rồi, mang theo đi. Mau đi đi. Ăn cái gì mà ăn nữa? Đi, đi thôi, nhanh lên, mau đi. Chiến Hải, anh dẫn theo mấy người đến đầu thôn đông chặn quân địch. Nhớ rõ là không được hiếu chiến. Lão Trương, Căn Trụ, đi theo tôi. Lưu Khê, anh dẫn theo mấy người đến thôn Bắc đánh chặn quân địch. Được, đi thôi. Đại bảo, nhanh lên, đại bảo. Nhanh lên, đi mau lên, mau. Xâm Lượng, đi theo tôi. Ban chủ, đằng trước phát hiện có lính gác, cẩn thận có mai phục, chia quân tiến vào thôn. Rõ. Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Anh Long, cuối cùng các anh cũng quay lại rồi. Rút lui trước đi, nhanh đi tìm hầu đội trưởng. Rõ. Chúng ta phải cố gắng. Tôm Nê Thu lại đây. Mấy người các anh đến từng hộ dân, lấy cào sắt, lưỡi liềm, cuốc, chỉ cần là những dụng cụ có thể sử dụng về dây thừng, tất cả mang đến đây. Đội trưởng, đến lúc này rồi còn lấy những thứ này làm gì? Phục tùng mệnh lệnh. Rõ. Mau đi thôi. Bắn đi. Còn đạn không? Đạn của tôi không còn nhiều nữa. Lão Trương, còn cứu được không? Đội trưởng, không cứu được nữa. Chúng ta rút lui thôi. Hầu đội trưởng quay lại chưa? Đội trưởng, anh đi trước đi, để tôi ở lại. Anh chạy nhanh đi, anh đi trước đi. Không được, lúc này tôi không để anh ở lại. Đây là mệnh lệnh, nhanh lên. Xông lên. Cẩn thận. Xông Lượng, sao chưa rút lui? Đội trưởng đã nói cố gắng giữ cho quân địch, cho một dấu với quân địch, bảo vệ bọn họ rút lui. Hay đấy. Nhìn thấy chưa? Dùng dây thừng buộc chặt từ đầu này, sau đó dùng đầu còn lại buộc vào cán tre. Sau khi buộc thì thích chặt hơn. Sau khi thích chặt thì kéo căng lên. Chạm vào không chết thì cũng bị thương. Hiểu chưa? Hiểu rồi. Được rồi, mau làm đi. Rõ. Đội trưởng, quân địch đã vào thôn rồi. Nghe tiếng súng tôi đã biết rồi. Đội trưởng, lính gác ở thôn Bắc quay về rồi, nhưng không phát hiện ra quân địch. Được, các anh cũng làm như bẫy hơn một chút, cố gắng giữ chân quân địch. Thời gian càng lâu thì mọi người sẽ rút an toàn. Được, thời gian gấp rút. Rõ, lại đây. Lại dôi. Mọi người nhắm mắt lại. Thế này thì bọn chúng có lẽ hết đạn rồi. Mọi người hãy cẩn thận, tiếp tục tiến về phía trước, dẫn đường. Rõ. Nhanh lên. Dừng tấn công, mở rộng khoảng cách, cẩn thận mai phục. Nhanh lên, mở đường.
Khốn kiếp, Sato Yamazaki, kiểm tra đi. Băng chủ, không có ai. Bác lộ quân này thật sự rất xảo quyệt. Sau này không có mệnh lệnh của tôi, không được tự ý hành động. Rõ. Báo cáo trưởng quan, chúng tôi mệt quá rồi, có thể nghỉ ngơi một chút không? Không được. Nghỉ ngơi ở đây lúc này giống như cá bị nấu trong nồi. Tất cả mọi người cùng nghe lệnh, lấy lại tinh thần, cùng tiêu diệt quân địch. Rõ, dẫn đường. Nhanh lên. Băng bó cho cậu ta. Tất cả những người bị thương đều tập hợp ở địa điểm an toàn. Bảo bọn họ ở yên tại chỗ chờ lệnh. Rõ. Ban chủ, cứ tiếp tục thế này, tổn thất của chúng ta rất lớn. Không nghĩ được nhiều như vậy. Tăng cường cảnh giác, tiếp tục tiến lên. Theo sát. Rõ. Lên. Phim được thuyết minh bởi Hoa Thành Phim Việt Nam. Chúc các bạn xem phim vui vẻ. Long Chiến Hải, bắt được hắn thì giết. Rõ. Dừng lại. Căn cứ của bọn chúng không phải là ở phía tây sao? Ban chủ, Long Chiến Hải có phải đang giở trò gì không? Murano, Hatoyama, hai người dẫn theo một đội tiếp tục đuổi theo về hướng nam. Rõ. Mau đi thôi, những người khác theo tôi về hướng tây, dẫn đường. Rõ. Có lẽ Phượng Cô bây giờ đã đi xa rồi. Song Lượng, anh ở đây đợi Chiến Hải. Sau khi gặp nhau, nhanh chóng đuổi theo đội ngũ. Rõ, đội trưởng, Chiến Hải. Đội trưởng, thế nào rồi? Quân địch có bị lừa không? Bọn họ không ngốc, đuổi theo tới thôn Nam liền dừng lại, chia một đội đuổi theo tới đây. Đúng vậy, quân địch rất xảo quyệt. Cho dù thế nào, bọn chúng chia quân thành hai hướng, binh lực nhất định sẽ yếu đi. Lần này hãy để bọn chúng thấy được sự lợi hại của chúng ta. Đúng vậy, hãy để bọn chúng nếm mùi đi. Đội trưởng, tổn thất của chúng ta cũng không nhỏ, đạn cũng không còn nhiều. Tập trung đạn dược, giao cho người giỏi bắn súng. Đối phó quân địch vẫn cần đến biện pháp quê mùa của chúng ta. Cho dù thế nào, chỉ cần kéo dài đến tối thì chúng ta có thể thoát rồi. Đi thôi, đi, đi. Đi nhanh lên. Nhanh. Nhanh lên. Đi nhanh lên. Nhanh lên. Đi nhanh lên. Nhanh lên. Đi. Nhanh lên. Nhanh lên. Đi nhanh lên. Nhanh. Nhanh lên đi. Nhanh lên đi. Nhanh lên.
Sato Yamayaki, hai người đi tìm ích chi thần lại đây. Núi cao thế này nhất định sẽ dùng đến. Rõ. Cậu đi theo tôi. Rõ. Đi thôi. Đi nhanh lên. Đi nhanh lên. Nhanh lên. Nhanh lên, nhanh lên. Khốn kiếp. Ban chủ, tại sao lại có mai phục? Điều này chứng minh hướng truy kích của chúng ta là đúng. Không sai. Mọi người chú ý an toàn, tiếp tục tiến lên. Rõ. Đại bảo, thế nào rồi? Cho không sao chứ? Sư phụ không sao. Chỉ cần ở cùng cô, khổ thế nào cũng chịu được đúng không? Cố lên. Nào, mọi người hãy lấy lại tinh thần. Chị ơi, em đói. Tôi mệt. Bánh bột ngô của chúng ta đâu? Em cho tai to ăn rồi. Cái của em cũng cho cậu đảng rồi. Em lại nói linh tinh rồi. Bánh ngô to như vậy, cậu đảng có thể ăn hết sao? Nghe lời nào, cho thiết đầu một ít. Bánh ngô của em hết rồi. Thật sự là hết rồi. Của em đã cho tay to ăn hết rồi. Anh trả lại cho em. Hai đứa đừng đánh nữa. Được không? Trả bánh ngô cho em. Hai đứa làm gì vậy? Đừng đánh nữa. Đừng đánh nhau nữa. Đừng đánh nữa. Không sao chứ? Tên khốn, đừng chạy. Bắt sống, đuổi theo. Mau lên. Không được chạy. Mà bắt hắn lại. Lên. Đường vòng. Đúng vậy, đi đường vòng. Ban chủ, không sao chứ? Thứ tài giặc này. Tất cả mọi người lấy lại tinh thần. Lúc chúng ta mệt mỏi nhất cũng là lúc quân địch khó khăn nhất. Lúc này tuyệt đối không được lơ là. Tiếp tục tiến lên. Rõ. Lên. Tên kia, đứng lại. Đứng lại đây. Đứng lại. Đừng qua đây. Đừng qua đây. Đừng qua đây. Cậu à. Cậu à. Cậu à. Cậu à. Cứu tôi với. Cứu tôi. Đừng ngăn tôi. Sư phụ, tôi không thể xuống đó. Cứu tôi với. Cậu à. Cậu à. Cứu tôi với. Cậu qua. Cậu qua. Cậu qua. Tên địch xấu xa. Tên địch khốn kiếp. Đừng như vậy. Thiết đầu, em đừng như vậy nữa. Trả lại cậu qua đây. Nghe lời nào thiết đầu. Sư phụ, cô nhìn kìa. Nó đang làm gì vậy? Nó hy sinh vì chủ. Cậu qua. Thiết đầu. Chị bỏ ra. Thiết đầu. Đưa cho tôi. Em làm sao vậy thiết đầu? Chị bỏ em ra. Thiết đầu. Em nghĩ mà xem. Nếu như chúng ta không dẫn hắn về căn cứ thì không phải chúng ta hao phí tổn sức sao? Đánh chết tôi đi. Nhanh lên. Khốn kiếp. Em nghe mà xem. Hắn còn muốn chúng ta giết chết hắn. Thiết đầu. Em hãy nghe lời nào thiết đầu. Em muốn cậu qua chết oan uổng sao? Cậu qua.
thiết đâu. Cậu qua. Ban chủ, quân địch quả nhiên lợi hại hơn chúng ta nghĩ. Chúng ta truy kích gắt gao như vậy, mặc dù cảm thấy chỉ là cách bọn chúng một bước, nhưng cuối cùng vẫn không đuổi kịp. Mọi người đều là người đồng đạo, tự nhiên tự có cách của mình. Tiếp tục đuổi theo hướng này, nhất định sẽ đuổi kịp. Chúng ta nhất định phải vượt qua ngọn núi này, chặn đầu quân địch. Lên. Rõ. Bắt lấy. Đội trưởng, sao tôi cứ cảm thấy có gì đó không đúng? Sao vậy? Theo lý mà nói thì đến đây rồi, đợi lâu như vậy mà vẫn chưa lộ diện. Đúng vậy đội trưởng, tôi cũng cảm thấy bọn chúng không thể chậm như vậy. Rút lui lên núi, không được để ECE biết được đường rút lui của chúng ta. Nhanh lên, đi thôi. Bắn. Tiết kiệm đạn. Đợi quân địch đến gần rồi hãy bắn. Mọi người mau chóng ẩn nấp. Ẩn nấp. Xông lên. Mọi người hãy theo sau. Cẩn thận. Mọi người cẩn thận. Cẩn thận. Dừng lại. Sư tỷ, hình như có động tĩnh gì đấy. Tôi cũng nghe thấy. Đội trưởng, hình như là đội trưởng bọn họ. Đội trưởng, sư phụ là đội trưởng bọn họ. Chúng tôi ở đây đội trưởng. Thiết đầu. Đội trưởng, chúng tôi ở đây. Nhị nha, lên phía trước, coi chừng bị lạc. Thiết đầu, đi. Tất cả mọi người chia nhau rợn nấp. Đội trưởng, chúng tôi ở đây. Thiết đâu? Đợi một chút. Thiết đâu? Thiết đâu, mau chạy đi. Sư tỷ là quân địch. Chết rồi, không phải là đội trưởng, là quân địch. Tiểu Lý, Tiểu Trương, chặn bọn họ lại. Rõ, nhanh lên. Đại bảo, cậu dẫn ông ta đi mau đi. Không được, tôi không thể đi. Trên người cậu không có súng, cậu ở lại có tác dụng gì? Bây giờ tên chuyên gia này là quan trọng nhất. Tôi không đi, nghe lời. Đi đi. Cậu mau đi đi. Sư phụ, đi đi. Mau đi đi. Sư phụ, cô cẩn thận. Sư phụ, cô hãy cẩn thận. Chuẩn bị bắn. Đi thôi, đi nhanh theo tôi. Xông lên. Đứng lại. Xe tôi bên đó. Những người khác theo tôi. Đi. Đợi một chút. Hình như là thiết đầu. Thiết đầu. Thiết đầu. Nhanh lên. Lên đây. Thiết đầu, lại đây.
Em không sao chứ? Chị Nhi Nha đâu? Chị Nha đâu? Chị Nha dù quân địch đi rồi. Cái gì? Bắn đi. Bắt sống. Đừng lại đây. Đừng lại đây. Lê Thu. Sư tỷ. Kiếp sau gặp lại. Quân địch chặn đường lui. Phượng cô gặp nguy hiểm rồi. Đội trưởng, chúng ta bị bao vây tứ phía, làm thế nào? Cứu Phượng cô quan trọng, không thể để quân địch cứu được tên chuyên gia. Quân địch ở đây thì sao? Tập trung quả lực, ai có đạn thì yểm hộ. Chiến Hải, Lưu Khê, hai người đi cứu Phượng cô. Tôi ở lại, anh đi đi. Được, Lưu Khê, Lê Thu, chúng ta đi. Đi mau, nhanh. Nhanh lên. Hỏng rồi, tôi hết đạn rồi, tôi cũng hết. Mau, mau rút lui. Mau, đuổi theo. Tiếng súng bên trên dày đặc quá. Mong Phượng cô đừng xảy ra chuyện gì. Đại sư huynh, anh đừng nói hồ đồ. Dị Nha mạng lớn từ nhỏ. Đi mau, đi mau cho tôi. Đi mau. Tôi không đi được nữa rồi. Đi. Ông không đi tôi giết ông đấy. Có tin không? Nhanh lên. Ông đi nhanh cho tôi. Đại bảo, sao cậu đi chậm vậy? Đại bảo, sư phụ ông ta không đi. Bước nhanh lên. Chị Phượng cô, chúng ta chạy không thoát rồi. Hết đường rồi. Phía trước đều là vách núi. Cái gì? Dẫn tôi đi xem. Đi. Mau đi thôi. Đi. Nhanh lên. Sư phụ, hết đường rồi, phải làm sao đây? Ông đừng cười nữa. Ông còn cười tôi giết ông đó. Không thể để lọt vào tay địch. Dẫn theo chuyên gia quân địch, nhảy xuống. Cái gì? Sư phụ, đây là vách núi. Nếu nhảy xuống chúng ta đều phải chết. Sao vậy? Cậu sợ rồi à? Cậu muốn quân địch bắt được cậu, trở thành thí nghiệm khí độc hả? Cậu đã quên những gì mà tôi phải chịu rồi sao? Sư phụ, tôi không sợ chết. Cả đời này có thể ở cùng cô là đáng lắm rồi. Sư phụ. Sư phụ. Sư phụ. Thiết đầu, em còn nhỏ, em hãy ở lại đây. Có lẽ bọn chúng sẽ tha cho em.
Em đừng nhảy theo bọn chị, nghe rõ chưa? Không, em muốn được chết cùng các chị. Cậu Qua chết rồi, em cũng không muốn sống nữa. Sư phụ. Đại Bảo, chúng ta nhảy thôi. Nhảy? Tôi giết ông. Giáo sư ở phía trước, mau chóng ứng cứu, nhanh lên, nhanh lên. Tôi giết ông, mau nhảy đi, nhảy đi. Đại Bảo, đợi một chút, Đại Bảo. Tôi nghe tiếng súng có gì đó không đúng. Chuyện gì vậy? Ban chủ, chúng ta bị trúng mai phục rồi. Không thể nào, bọn chúng sao có thể có súng liên thanh? Là quân đội của Bác Lộ. Rút lui. Rút. Tôi ở đây, mau đến cứu tôi. Ngậm miệng. Dừng lại. Sao vậy? Tín hiệu của chúng ta không đúng. Đội trưởng bọn họ không mang theo còi. Đúng rồi, là đại đội. Đại đội đến rồi. Đại đội đến cứu chúng ta rồi. Chúng tôi ở đây. Ở đây. Tôi đã cho ông chạy chưa? Quân đội của chúng ta tới rồi. Cấp trên lệnh cho chúng ta rút lui về núi huyện Lai Nguyên. Không ngờ cử quân cứu viện đến cứu chúng ta. Nói như vậy thì Phượng cô không sao rồi. Tôi nói đúng không? Đi thôi, mau đi thôi. Không xong rồi, chiến hải bọn họ hết đạn rồi. Chúng ta xuống cứu viện, mau đi thôi, mau lên. Mau lên, đuổi theo. Nhanh lên, nhanh. Ở đây, chúng tôi ở đây. Mọi người ở đội vũ trang phân khu phải không? Đúng vậy. Các anh là chúng tôi của đại đội huyện Lai Nguyên. Tôi họ Lưu. Thủ trưởng nhận được bộ câu đưa thư của các cô, mệnh lệnh cho đội du kích ở gần đây đến tiếp ứng. Thật không ngờ đã được chúng tôi tìm thấy. Thật tốt quá. Tốt quá rồi. Đại Bảo, chúng ta được cứu rồi. Sư phụ, sư tỷ, chúng ta được cứu rồi. Sư phụ. Đánh không lại. Xem ra chúng ta không thoát được rồi. Đợi sau khi bọn chúng lên đây thì đánh nhau với bọn chúng. Thả xuống. Tên dẫn đầu hãy giao cho tôi. Tôi có thù với hắn. Anh quen hắn sao? Có lột da hắn tôi cũng nhận ra. Tên đó không ai được tranh với tôi. Tên có sẹo trên mặt hãy giao cho tôi. Đá. Mau lấy đá. Đội trưởng, đội trưởng quay lại rồi. Điều này có nghĩa là bọn Phượng cô an toàn rồi. Murano, tình hình thế này rất khó tấn công. Chúng ta hãy rút lui trước. Yểm hộ, rút lui về phía sau. Rút lui. Nhanh lên. Muốn chạy sao? Không được đi. Đi là chết đó. Mau rút lui. Để hắn sống thêm mấy ngày nữa. Tiểu Thúc. Đội trưởng. Phượng cô. Đội trưởng. Đại sư huynh. Phượng cô. Đội trưởng. Không sao chứ? Không sao chứ? Tiểu Thúc, đây là đội trưởng Lưu của đại đội huyện Lai Nguyên. Đây là đội trưởng Hầu của chúng tôi. Đội trưởng Hầu, các anh vất vả rồi. Đội trưởng Lưu, cảm ơn anh. Cô vẫn ổn chứ? May mà các anh đến đây kịp thời. Đây là người một nhà, đừng khách sáo. Sư gia, đừng tìm nữa. Tên cậu chuyên gia vẫn ổn. Đi qua bên kia. Lần này mọi người lập công rồi. Đội trưởng, cậu Qua. Cậu Qua thế nào?
Cậu Hoa. Cậu Hoa làm sao? Cậu Hoa đâu? Tôi. Hả? Cậu Hoa bị rơi xuống vách núi rồi. Cái gì? Cô trông chừng nó kiểu gì vậy? Xin lỗi tôi, Long đại ca. Chuyện này không thể trách sư phụ được. Đây là tại tên cẩu chuyên gia này. Hắn muốn chạy trốn. Cậu Hoa vì bắt hắn mới rơi từ trên vách núi xuống. Khốn kiếp. Tao đánh chết mày, Chiến Hải. Tao đánh chết mày, Chiến Hải. Buông tôi ra, Chiến Hải. Buông tôi ra, đừng cản tôi. Bây giờ cậu giết ông ta thì cái chết của cậu Hoa sẽ không có ý nghĩa gì nữa. Phượng cô, nó rơi xuống chỗ nào? Cô dẫn tôi đi, tôi sẽ cứu nó. Long đại ca, đi thôi. Long đại ca, khe núi đó thật sự rất sâu, không cứu được. Vậy cậu Đảng đâu? Cậu Đảng đâu? Nó đi theo chủ nhân rồi. Cậu Đảng cũng không còn sống nữa. Đập đầu vào đá, chết rồi. Sư tỷ, sao không thấy Nhị Nha đâu? Đội trưởng, chúng ta mau chóng đi tìm Nhị Nha đi. Nhị Nha lại làm sao rồi? Xảy ra chuyện gì? Nhị Nha gì để yểm hộ cho Thiết Đầu đã dụ quân địch ra chỗ khác, đến bây giờ vẫn chưa về. Cậu đứng ngay đó làm gì? Mau đi tìm đi. Thiết Đầu, cậu ấy chạy theo hướng nào? Phía bên đó. Nhanh lên, đi thôi. Sư gia, vậy còn tên cẩu chuyên gia này thế nào? Đội trưởng, giờ bọn họ trông chừng đi. Đội trưởng Lưu, cử mấy người này trong chừng hắn. Được, yên tâm đi. Xem lượng đại bảo. Có. Mau đi thôi. Hai người các anh canh chừng hắn. Rõ. Nhị Nha. Chị Nhị Nha. 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 Chị Nhị Nha. Nhị Nha, sư muội. Sư muội. Nhị Nha. Nhị Nha, sư muội.